Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây cắt cỏ. Cây cắt cỏ này nó mang cái thương hiệu là Maruyama nha các bạn. Và cái tên riêng đó là MBS2630. Cây MBS2630 này nó sở hữu một cái nòng silen là 34 ly nha các bạn. Và dung tích nó là 26cc. Với tầm làm vườn của mình rất là vừa tay các bạn. Không quá mạnh ha, mà cũng không hề yếu các bạn. Tầm này là tầm trung ha, phổ biến nhất 26cc, thích hợp cho mọi lứa tuổi ha, lớn cũng được, nhỏ cũng được ha. Không quá nặng, không quá mạnh, không quá yếu ha. Rất là vừa sử dụng với tầm 26cc 34 ly nha các bạn. Tầm này là tầm trung ha. Nó sở hữu một cái chụp dịch siêu bền nha các bạn. Còn rất là đẹp luôn. Nó chạy một cái chế hòa khí Quanro 2 kim nha các bạn. Chế hòa khí Quanro 2 kim. Dòng Maruyama nắp xăng kính các bạn. Nắp xăng kính có gòn đẹp rất là đã ha. Đây. Xăng pha nhớt ha. Cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Tỷ lệ khoảng 50cc trên lít cho tới 70cc trên lít ha. Tùy theo mình sử dụng cái máy với cái tốc độ cao ha. Thường xuyên chạy lớn thì pha nhiều nhớt tí nha các bạn. Và điều đặc biệt là mình phải chọn nhớt tốt ha, xăng tốt thì cái máy nó rất là bền các bạn, rất là bền bỉ ha. Dòng Maruyama này rất là phổ thông nha các bạn, rất là bền bỉ luôn ha. Chạy chế hòa khí Quanro. Đây các bạn xem ha. Ở đây nó có đây các bạn xem ha. Nó có số series ha. Đây số series của nó đây các bạn, số series của nó đây. Và ở đây nó có made in Japan nha. Các bạn nào tin mắt các bạn sẽ chụp hình lại và phóng to ra để xem ha. Tin mắt thì sẽ nhìn thấy rất là rõ các bạn. Nó chạy một cái tum rời nha. Tum rời màu đỏ này có điều đặc biệt là nó có giải cách nhiệt đây ha. Và chống rung nha. Chống rung. Làm cho ở phần mình điều khiển này nó ít bị rung sốc ha. Cần lắp này là 24 nha các bạn. Cần lắp 24. Ti ở phía trong là 7 ly 7 khía nha các bạn. Lanier 7 khía. Đây các bạn quan sát xem ha. Lại còn rất đẹp Maruyama ha. Rất là đẹp luôn. Hệ thống dây công tắc của nó nè các bạn. Rất là cầu kỳ ha, có bao có rất là ngon. Đây, công tay ga có tích hợp công tắc đây các bạn. Tay ga giữ rất là nhẹ nhàng ha. Mình có thể biến cái tay ga giữ thành tay ga sống rất là đơn giản nha các bạn. Đây. Về phía bô của nó các bạn. Bô này nổ rất trầm ấm ha. Quan sát xem máy rất là đẹp luôn các bạn. Ốc ép còn vàng tươi luôn ha. Tay nắm đó nè rất là chắc chắn ha, rất là mềm mại và nhám nè các bạn, mềm mại và nhám luôn. Tay ga rất là nhẹ các bạn. Đây, các bạn nhìn xem nè. Ha. Rất là nhẹ nhàng luôn. Nắm Maruyama hết ý luôn, mềm thêm rất là đã. Cần lạp nó có hơi xây sát tí ha. 2630 chắn cỏ của nó nè các bạn, chắn cỏ zin của nó luôn, cùi của nó nè, cùi zin của Maruyama luôn ha, dao Makita ha, cùi có chống dính cỏ ở phía trên ha, rất là kín đáo luôn. Đây các bạn,
trong dinh cỏ khích cháy luôn ha. Ở phía dưới nó có chén chống mày mòn luôn các bạn, xài rất là đã luôn, rất là êm ha. Dao Makita này xài rất là ok các bạn, nó dày 1,5 ly nha, dài 3 tấc, nó có thông số kỹ thuật đàng hoàng, nó bị án mất rồi ha, xài rất là an toàn ha, dẻo bền. Các bạn nhìn xem tổng thể cái máy zin nguyên bản hết các bạn, từ A đến Z, rất là đã luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Máy chạy rất là dữ luôn, chạy treo quạt khí quanh rồ 2 kim các bạn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Các bạn nghe hơi của nó ha. Những cái dòng máy chụp giật thường này là thường thường hơi rất là dữ các bạn, chạy rất là mạnh mẽ luôn. Nghe tiếng nổ của nó rất là đanh ha, tiếng gần ti thôi là nó đã đanh nè. Rất là nhảy nổ luôn, nhảy tua một là nổ các bạn. Bạn xem cái sức mạnh của nó ha, bố là bắt cực kỳ đã luôn các bạn. Bố rất là tốt luôn ha, các bạn quan sát xem các bạn biết bố nó tốt ở mức độ nào. Đây, rất là trơn luôn ha, quá trơn luôn. Quá trơn luôn các bạn, rất là trơn ha. Đó là một lợi thế để nó ít ăn xăng đấy các bạn ha. Và cắt rất là mạnh mẽ luôn, nổ rất là đanh ha, giữ máy rất là mạnh các bạn. Rồi video mình giới thiệu cây Maruyama MBS 2630 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.